Hello mọi người. Nay sáng thứ năm, lời xin lên đơn cây Yamaha FG201 cho bạn trai ở Thủ Đức. Cái đàn nguyên bản rất là đẹp nha mọi người. Chỉ có vài vết trầy thôi. Và hiện tại thì bên mình hỗ trợ bao da, tặng bao da với lại tặng cabo và hỗ trợ bộ dây này nè mọi người. Khi mọi người mua đàn thì bộ dây này mình sẽ tính giá là 100k thôi nha mọi người. Bộ Adario loại nhái thôi, loại 2, thị trường bán là khoảng 150-160, mình thì mình hỗ trợ theo đàn thì bán giá 100k. Bao da thứ này cảm ơn bạn khách ở Thủ Đức đã tin tưởng shop và đã giao lưu với shop cây FG201 rất đẹp. Rồi, sẵn đây mình giới thiệu hai cây Yamaha luôn, mình còn hai cây Yamaha. Cây thứ nhất là cây FG413S. Cây này thì mình cũng đang sale với giá là 2,6 triệu mọi người. Hai tuần trước mình có đăng rồi là giá là 2,8 triệu bao nhiêu á. Bữa nay mình bán 2,6 triệu. Cây này cây thứ hai là cây FG160 của Yamaha. Cây này là dòng cũng lâu đời, dòng cổ mọi người. Nó bị trầy lưng chút xíu nè. Cây này thì mình cũng sale giá với giá là 2,5 triệu mọi người. Tất cả hai cây đều nguyên bản zin hết, chưa có sửa chữa gì hết, dán keo cũng chưa luôn. Âm thanh hay lắm, ngoại hình thì có cũ thôi, cũ xíu thôi, nhưng mà toàn bộ là nguyên zin nha mọi người. Cây này thì nó cái khóa của nó bị oxy hóa nè, khóa zin của nó mọi người. Cái này mình dịp về mình ngâm hóa chất, mình rửa nó ra hết nè, sáng nè, đẹp lắm. Rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người có quan tâm hai cây đàn đó thì liên hệ với mình số là 0918 910291 và Zalo Lê Nhật Huy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh nhạc cụ Lê Huy thời gian qua rất nhiều. Bye bye.